Lời Chúa nói lúc thuở xưa, khi Phêrô hỏi tha mấy lần, Ngài phán chẳng phải bảy thôi, nhưng phải nhân thêm với 70. Trực tiếp gián tiếp thứ tha, phải thật tâm mà tha thứ hoài, dù ngôn ngày xưa giờ sao thấy khó lòng. Giờ đã biết nan biết khôn, bao dù ngôn thật khó để làm, chỉ muốn sống với cái tôi, quên lời Chúa dạy hay yêu thương. Và chính thánh thế Chúa ban, con lại thấy mình có sưng mạnh. Giờ đây thì Chúa với con mình cùng đồng hành. Con đâu phải anh hùng, cũng đâu phải là siêu nhân, nhưng với Chúa ở cùng, con vững tin hành động. Yêu thương hết mọi người, thứ tha bằng lòng bao dung. Tin có Chúa ở cùng, con quyết tâm hành động. Tại Samari dù ngôn mến yêu, đã dùng xoa những vết thương cho người ông chẳng quen giữa đường. Ngày tháng đã lớn đã khôn, đâu chỉ nghe mà không dám làm, vì Chúa ở bên quyết tâm còn hành động. Giờ đã biết lớn biết khôn, bao dù ngôn thần khó để làm, chỉ muốn sống với cái tôi, quên lời Chúa dạy hay yêu thương. Chúa ban, con lại thấy mình có sức mạnh. Giờ đây thì Chúa với con mình cùng đồng hành. Con đâu phải anh hùng, cũng đâu phải là siêu nhân, nhưng với Chúa ở cùng, con vững tin hành động. Yêu thương hết mọi người, thứ tha bằng lòng bao dung. Tin có Chúa ở cùng, con quyết tâm hành động. Đâu phải là siêu nhân, nhưng với Chúa ở cùng, con vững tin hành động. Yêu thương hết mọi người, thứ tha bằng lòng bao dung. Con tin có Ngài, con sẽ quyết tâm hành động.